Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin làm cái video này để hướng dẫn và chia sẻ lại cho tất cả anh chị em đã hỏi từng hỏi mình. Thì dòng MC16 của mình có tính năng để hát lên phát ra lo Bluetooth hay không? Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này và hát thử cho mọi người xem. Đây, dòng MC16 nhà mình có thích hợp tính năng hát trên Bluetooth luôn nha. Đó, cái lo mình lo Bluetooth mình đây là cái lo như thế này. Đó, mình có thể dùng cái mic này mình phát ra lo mình hát luôn nha. Thì cách hát như thế nào và cách nối dây như thế nào mình sẽ quay trực tiếp quay lên đây cho các bạn xem nha. Thì việc đầu tiên á, là mình phải có bộ mic, cái mic C16 nhà mình, và kèm theo cái mic là có những cái cọng dây, và tiếp theo nó không thiếu nữa là cái lo Bluetooth như thế này. Đó, lo nhỏ lo bự gì cũng được, mình cũng có thể hát được. Đó, miễn sao mà nó có cái gắt cái chui nè, mọi người thấy cái chui sao là chui tròn này giống tai nghe là gấp nhạc á, đây cái chui này là mình phát ra mình hát được nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm và hát thử nha, âm thanh nó có hay không. Với C16 nhà mình làm được tính năng này hát rất là hay nha mọi người. Đây, cái lo nào mà chất lượng xíu nữa, âm thanh chất lượng xíu nữa là hát rất là đã luôn. Đó, quá là tuyệt vời luôn ha. Mình có thể hát live stream nè, mình có thể phát ra lo Bluetooth, có thể phát hát tất cả các loại lo nào mình hát được hết. Đó, đó thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị, đó là một cái mic C16 bên nhà mình. Cái mic C16 bên nhà mình gồm có một cái mic và 4 cọng dây, một cọng dây phone, một cọng dây live và một cọng dây lấy nhạc, cộng với một cái cọng dây để mình sạc cái mic này, cộng cùng với cái bộ lọc của nó. Đó, thì đầu tiên mình sử dụng nó, và tiếp tục không quên nữa là cái lo Bluetooth như thế này. À, phía sau nó có cái dắt cái chuỗi tròn như thế này là mình có thể hát ra ngoài được nha, và một cái điện thoại để mình lấy nhạc mình hát. Thì bây giờ mình sẽ cắm như thế nào đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm ha. Thì với cái mic như thế này, mình sẽ dùng một cọng dây lấy nhạc, cọng dây lấy nhạc là một cái đầu dẹp và một cái đầu chui 3.5 như thế này. Mình sẽ gắp vào cái phần này, cái này mọi người nhìn nha, mọi người nhìn kỹ giùm ha. Rồi anh em nào mình, anh chị em nào mình không thấy rõ có thể tua lại từ từ mình nghe. Này, ghim vô đây. Đó, như thế này ha. Đó, một cái chui dẹp mình sẽ gắn ở đây. Và một cái đầu 3.5 này mình sẽ gắn vào trong cái tai nghe cái điện thoại để mình lấy nhạc. Và tiếp theo nữa là mình nhớ nha, cọng dây live màu đen này mình sẽ không gắn bên phần live mà mình sẽ gắn bên phần mic để mình phát nhạc ra lo mình hát nha. Tiếp tục, đây là cái phần mic là cái phần gì? Phần headphone. À, đây là phần headphone đây, mọi người nhớ nha, mọi người gắn vô đây. Gắn vô cái phần headphone đây. Đó. Và tiếp theo nữa mình sẽ lấy cái lo Bluetooth của mình đây, lo Bluetooth. Mọi người tìm cái lỗ mà cái lỗ tròn này. Đây, cái lỗ tròn này, cái gắt tròn này nè. Mọi người cắm vào cái lằn đen này nè. Bấm vô đây. Đó. Rồi, như vậy là đã xong phần kết nối dây. Rồi, chỉ cần hai cọng dây thôi, còn những cọng dây khác là mình để qua bên. Tại vì mình hát cái gì? Hát trực tiếp ở bên ngoài lo thì không cần tính những cái kia nữa. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần lo lên, bắt đầu mình sẽ mở lo lên. Đó. Đó. AUX mode. Đó, cái lo Bluetooth mình đã mở lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp theo nữa, mình sẽ ấn giữ cái micro mình nè, mở nguồn micro lên. Khi nào nó lên màu xanh, đó, bật lên cái đèn màu xanh nha. Nhớ là nó bật lên cái đèn màu xanh. Thì mới mở lên á, thì cái mic của mình nó mới mở lên nó để gần hú. Mọi người kéo cái mic mình để hơi xa một tí ha. Đó, hoặc là giảm bớt âm lượng cái. Đó, alo. Đó, tại vì mình mới mở lên cái mic nó gần nó hút kìa lắm. Mọi người để nó hơi xa một cái xíu quay. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó, anh chị em mình để hơi xa một tí xíu ha. Đó, mọi người có nghe rõ chưa? Rồi bắt đầu mình sẽ hát thử một bài tặng cho mọi người nha. Thì mình đã lắp dây với cái mic C16 nhà mình với cái lo Bluetooth để mình hát ở bên ngoài. Thì mình đã gắp xong, bây giờ mình sẽ hát thử cho mọi người xem. Và mọi người nhớ lưu ý là khi mình hát với cái lo Bluetooth nhà mình á,
là mình quay hướng lo ra ngoài nha, không có quay vô cái hướng của cái mic mình để nó bắt mic, nó hút vô nó hú lắm. Cho nên là mọi người nhớ nha, và nhớ khi mình hát là để xa, kéo xa dây ra, đừng để gần quá. Và không quên là giảm bớt cái âm lượng của cái loa bên mình bớt một tí xíu để đỡ bị hú mọi người. Đó, bây giờ sẽ hát thử cho mọi người xem bài hát. Đó thì mọi người có thắc mắc gì thì có thể inbox mình đi, mình sẽ test trực tiếp cho mọi người xem với một mic loa C16 nhà mình đó, có thể làm được tính năng gì. Đó, hôm nay mình sẽ hát được live nè, hát được ra những cái loa nhà mình, những cái loa nhỏ. Anh phải làm gì đây khi tình yêu không còn như trước, chẳng còn em nữa, anh lẻ loi trước thế gian này. Anh phải làm gì đây khi tình yêu sắp mơ tan rồi, chiều giọt nước mắt rơi trong đắng cay vùng sâu. Em mặc anh mạnh mẽ để cầu chúc được hạnh phúc, vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà. Vì sao em lại thay đổi chôn chặt tình yêu không nói biết sự thật. Đừng bỏ mặc anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng, đừng nói soi trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Đừng có xa vờ thương người, nhắm mắt anh đồng hồi đi. Đừng để anh cũng đi quá xa rơi hàng nghìn thứ, đừng làm anh phải đau đớn, đừng mắc tim anh ngừng đồng. Đừng để nước mắt anh không rơi không mong đơn xa. Đâu sẽ tìm được một người để xin tất cả là vì em. Người yêu ơi em đang nơ đâu hãy quay về đây. Tại vì mình hát dở và mọi người thông cảm nha. Đó, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách gắn với cái lo Bluetooth bên ngoài. Thì anh em mình không mắc thì phải liên hệ mình á. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.